Xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi xuống một chút. Buổi thuyết trình hôm nay liên hệ nhiều đến audio, video cho nên vẫn còn đang chuẩn bị vấn đề âm thanh cho tốt hơn để cha thuyết trình có thể giúp chúng ta hiểu nhanh hơn nữa. Trước hết thì như tinh thần của những buổi học tập như thế này, chúng ta luôn ý thức rằng mỗi thành viên chúng ta là một người cộng tác với cha chánh xứ trong mọi hoạt động ở trong giáo xứ. Vì sau buổi thuyết trình hôm qua, có vị trùm hỏi tôi rằng: thưa cha, như vậy thì những cái gì mình làm trước thì có sai không? Tôi nói rằng không biết có sai không, mà nếu có sai một tí thì cũng không sao đâu. Vì rằng nếu một linh mục chánh xứ mà có những cái làm việc mà sai thì chắc chắn là bề trên sẽ cạo đầu thôi. Cho nên mình ý thức cái điều đấy là yên tâm. Những gì chúng ta nghe trình bày và chúng ta cố gắng để cùng cộng tác với cha xứ trong những lĩnh vực mục vụ, phụng vụ cho tốt đẹp, không sao cả. Cho nên đừng có lo mình trước cái gì có sai không thì đừng có lo cái chuyện đấy nhé. Xin cảm ơn. Thế tôi cũng xin cập nhật lại, hôm qua chưa chính xác lắm. Vấn đề hỗ trợ miền Trung thì giáo xứ Lạng Sơn con số là 61.850.000 và giáo xứ Tử Đình là 33.550.000 cộng với lại 700 USD, cho nên xin điều chỉnh lại cho cập nhật chính xác. Và các linh mục được huấn luyện đào tạo trong một thời gian rất là dài, còn chúng ta lâu lâu chúng ta có những buổi bồi dưỡng như vậy chớp nhoáng, cho nên chúng ta hiểu biết phần nào là cộng tác với các linh mục. Còn dĩ nhiên trong mỗi một giáo xứ thì là cha xứ chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi công việc, cho nên chúng ta cũng hết sức mình để cộng tác với các ngài. Còn như thế nào thì chúng ta luôn luôn tuân phục các ngài. Tôi có gửi các giáo xứ để chuyển về cho cha xứ, cha phó của mình để tham dự thánh lễ bế mạc hành hương trọng thể ở nơi đây. Và không những là các thành viên chúng ta hôm nay tham dự cái buổi hành hương tối thứ năm này, mà chúng ta cũng loan tin cho trong giáo xứ, ai có thể được đến cùng nơi đây để chúng ta hành hương năm thánh, vì năm thánh sắp khép lại. Và chương trình của chúng ta, những cái bài mà chúng ta nghe thuyết trình thì được ghi lại ở trên trang web tinvui.org hay là info. Chúng ta sẽ lấy lại được toàn bộ những cái gì mà hôm qua chẳng hạn. Nếu mà quý vị mở trên trang web tinvui.info hay là org, chúng ta sẽ thấy đầy đủ diễn tiến của những bài học của ngày hôm qua. Và hôm nay cũng vậy, chúng tôi tiếp tục ghi âm, ghi hình, rồi chúng ta có thể vào trang web tin vui đấy và chúng ta có thể ôn bài chung với nhau. Và xin rất hân hạnh được giới thiệu với toàn thể cộng đoàn cha giáo Du Xe Tạ Huy Hoàng. Nếu như hôm qua chúng ta nghe chuyên đề về phụng vụ và cha giáo chính xứ An Nhơn này, ngài du học bên Pháp về, thì hôm nay chúng ta trường phái khác, đây là trường phái từ Mỹ về. Thế cha Du Xe Tạ Huy Hoàng thì ngài rất rất nhiều tài, không những là một cha giáo dạy học rõ ràng dễ hiểu mà ngài còn là một ca sĩ đó. Chắc chắn chúng ta sẽ nghe ngài hát, một ca sĩ, một nhạc sĩ đó cơ. Và hơn hết thì là ngài du học bên Mỹ, ngài lấy thạc sĩ thần học về tín lý, quan trọng lắm. Rồi ngài đậu bằng tiến sĩ về thần học mục vụ. Và hôm nay ngài chia sẻ cho chúng ta về vấn đề mục vụ ở trong giáo xứ.
Cho nên chúng con rất hân hoan, vui mừng hôm nay được cha đến đây để giúp cho chúng con hiểu biết hơn về lĩnh vực mục vụ, và mỗi thành viên chúng con có dịp để công tác một cách tích cực hơn nữa. Chúng ta vỗ tay thật lớn để mừng cho cha. Kính thưa cha hạt trưởng, quý cha trong giáo hạt xóm mới, kính thưa quý chức đang hiện diện trong ngôi nhà thờ của giáo xứ An Nhơn rất đẹp đẽ này. Hai tiết đồng hồ để trình bày một điểm theo lời gợi ý của cha phó quản hạt Gioan Bautista Tân cách đây không lâu, làm cho chúng tôi suy nghĩ, bởi vì đề tài Ngài đưa ra đó là mối tương giao giữa cha sở, nói một cách tổng quát, hệ cha xứ, các cha ở xứ với cộng đoàn dân Chúa, mà đặc biệt hơn là với quý chức, để làm sao công việc mục vụ ở xứ đạo được tiến triển. Không dễ gì để có thể nói trong hai tiết đồng hồ, dù chỉ là một vài điểm chính yếu. Ý thức điều này, chúng tôi nghĩ đã phải trù định có đôi ba điều kỳ vọng là ở nhà các bác, anh em, chị em đã đọc hoặc sẽ đọc, chúng tôi lần lượt giới thiệu có vài việc sau đây. Mang đến đây một món quà tượng trưng 50 cuốn sách nhỏ, chúng tôi để trong thùng đây để tùy quý cha cho anh em, chị em trong từng giáo xứ vài cuốn tượng trưng. Kế đến là tờ giấy quý ông bà, anh em, chị em cầm, chỉ có 3 đề tài gửi gắm vào đây điều muốn nói chính yếu. Và sau là âm thanh, hình ảnh trong ít là 3 video clips. Không biết các bác thử dùm cho cái lát nữa coi chừng nó chưa sẵn sàng, thử lại kinh lạy cha, thử lên chút coi, mở lên và cho âm thanh nhé. Phải có âm thanh rõ ràng, bằng không thì xin cho lên màn hình, màn hình LED, màn hình kia cũng đều được cả, xin thử dần đi. Vâng, như vậy thì liệu 1 tiếng rưỡi đồng hồ hay là 2 tiết trình bày có thực sự làm cho chúng ta nhớ được đôi điều không, với đề tài đã được gợi ý của cha phó quản hạt và dĩ nhiên cũng là của chính các cha trong hạt? Thưa được, có vài điểm đáng chú ý sau đây. Nếu các bác đọc ngay cái số 2 ở trong tờ giấy có trong tay thì có thể là hơi khô khan, nhưng mà hãy bắt đầu với sự một chút khô khan như vậy cũng được. Rồi ngay sau khi đọc xong thì là chúng ta cùng xem và nghe kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh như vừa mở bác nhé. Lúc bây giờ nhớ tắt đèn ở trên này để dễ trông, và cần thì cho lên màn hình. Xin mời các bác cả nhà cùng đọc với chúng tôi, hơi khô khan một chút nhưng số 2 rất hay. Một vài mô hình về các mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân. Từ các giáo huấn của giáo hội, một vài mô hình về các mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân được trình bày trong giảng khóa. 2 mô hình đồng trách nhiệm và tham gia quy mục tử được giới thiệu cách riêng. Thứ nhất, thứ hai, mô hình
Vâng, kính thưa các bác, từ đáng nhớ nhất có lẽ lại là quen thuộc nhất đối với chúng ta, gia đình. Và đây là gia đình của Chúa, đây là gia đình giáo xứ, gia đình giáo hạt. Và nếu có các vị ở sinh hoạt các hội đoàn, gia đình, các đoàn hội, các giáo họ, các giáo khu đều là những gia đình. Và đây là yếu tố then chốt để chúng ta giải thích các mô hình. Đây cũng là cái nền tảng để chúng ta nói về các mối tương giao trong giáo xứ. Không dễ gì, mặc dù chính chúng ta, tuyệt đại đa số, các bác, anh em, chị em đang sống đời sống gia đình. Trước khi nói vào chi tiết của cái đề tài hấp dẫn này, chúng tôi nghĩ đã là lúc để mời cả nhà hiệp lòng, hiệp ý vào bài hát gồm có Kinh Lạy Cha là điệp khúc, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh lần lượt là phiên khúc 1, phiên khúc 2. Xin mời các vị phụ trách kỹ thuật cho cả nhà. Xin chớ để
chúng con nguyện dành cha cả sáng nước cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng sao lại là kinh lạy cha? Thưa, bởi vì đề tài gia đình mà chúng ta đặt dấu nhấn trong số 2 của rất nhiều từ ngữ chuyên môn trong quản trị mục vụ tìm thấy được ý nghĩa đích thực và sâu sắc nhất. Ở chỗ nào? Thưa, bởi vì chúng ta trong mối tương quan với các thành viên với nhau trong giáo xứ, các bạn đồng liêu đã vậy, mà đặc biệt đối với cha xứ, hay đặc biệt hơn nữa với cha quản hạt, và đặc biệt nhất là gia đình giáo phận. Ở đấy, vị giám mục giáo phận là người sắm vai thay mặt cho chính Đức Giêsu Kitô. Và các cha xứ là những người thay mặt cho giám mục giáo phận của mình tại giáo xứ. Và tìm được ý nghĩa là hóa ra chúng ta sống với nhau là anh em, là chị em, hay nếu cũng có thể nói được chúng ta là trong chừng mực nào đó là cha con, mặc dù không phải là chính Ngài là cha, Ngài là tuổi, có khi Ngài trẻ như là con của chúng ta. Cha xứ trẻ, chúng tôi cũng thuộc loại trẻ, tóc hơi bạc chút nhưng mà vẫn là trẻ. Các cha như cha Hùng cứ thấy ôi ông này trẻ lắm, đàn em xa cha quản hạt của anh em chị em. Ngài vẫn nói như vậy với chúng tôi và chúng tôi thấy đúng. Ê, nói đến đây là còn là gì nữa? Thưa, ta vì đối xử với nhau là anh em, chị em. Ta đối xử với nhau bởi vì tin Thiên Chúa là cha. Và trong trường hợp này chúng ta đã thấy người sắm vai Chúa Giêsu đó cầu nguyện là cầu nguyện với Thiên Chúa là cha của Ngài và cũng là cha của các tông đồ, cha của anh em lúc bấy giờ. Và vì vậy khám phá ra được cái chiều kích chúng ta đối xử với nhau hãy là anh em chị em với nhau, chứ đừng biến giáo xứ thành tổng công ty, thành công ty. Và vì thế ông cha có thể trở thành giám đốc hay tổng giám đốc. Vì vậy chúng ta kiện cáo đủ thứ cả. Còn nếu là anh em chị em, chúng ta rất có thể là chị ngã em nâng, anh em như thể tay chân. Chớ bao giờ vạch áo cho người xem. Chuyện trong nhà, nhà dột thằng hai, thằng ba, anh tư, anh năm không có làm thì cô út làm luôn cũng được, leo lên mái nhà dột. Mà nếu không thì ông bố già làm luôn, chẳng sao cả, chuyện trong nhà. Và vì vậy các mối tương giao trở nên đằm thắm hơn bởi chúng ta biết đùm bọc lẫn nhau. Và không có nghĩ là phải cho người này người kia biết một trận nên thân bởi vì nó dở. Mà thật ra thì thưa các bác, anh em, chị em, chúng ta biết quá, nhân vô thập toàn, con người bất toàn lắm. Nếu chúng ta nghĩ là cha xứ chúng ta vâng lời bởi vì Ngài học giỏi thì không, nhiều người học giỏi hơn Ngài. Nếu chúng ta nghĩ Ngài là người đẹp trai, không, chẳng mấy chốc Ngài cũng già.
Nếu ta nghĩ Ngài là người giàu có, không, làm gì chúng ta hơn nhiều. Và vì thế, xét về mọi phương diện, nếu chúng ta căn cứ vào những yếu tố đó thì vẫn là hụt hẫng. Thậm chí, điều sau đây chúng tôi nói, chà, ông cha ông đạo đức thì mình nghe lời, chứ ông bê bối quá, nghe lời làm sao bây giờ. Thưa, xin phép nói ở điểm này thôi. Ngay cả như thế nữa, chúng ta cũng sẽ hụt hẫng, bởi vì ta nghĩ ta vâng lời cha xứ chỉ bởi vì Ngài đạo đức. Không phải, không phải. Thua xa cái hình ảnh của một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô cầu nguyện với Thiên Chúa là cha của mình. Và ngay cả như ai mặc lòng, nếu không thấy mình là người bất toàn, liệu có còn là người nữa không? Có chăng sự bất toàn ấy cần phải được điều chỉnh hàng ngày? Và nếu là mục tử, Ngài được kỳ vọng là càng phải làm gương cho anh chị em giáo dân mình. Chẳng vậy mà các cha đi tĩnh tâm hàng tháng cũng phải xưng tội. Cũng phải xưng tội mới đúng. Chứ đâu phải là ông thánh ngay đâu. Cái khác là chính ở chỗ này. Là bởi vì Ngài cũng là phàm nhân. Thế nhưng mà Chúa gọi, giáo hội muốn Ngài làm những công việc của vị thánh nhân. Cực là chỗ đấy, vất vả là chỗ đấy. Nhưng mà cũng là tự hào một cách chính đáng là ở chỗ đấy. Tất cả chúng ta, kể cả giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ cùng một ơn gọi là được mời gọi nên thánh. Giống nhau, rất giống nhau, cùng một đích đến. Vậy thì kinh lạy cha trở lại, kinh kính mừng, kinh sáng danh cũng vậy. Nếu mà ở này nói chữ nghĩa một chút thì xin phép nói như thế này nè. Các bác không biết có để ý không chứ. Nhất là con cháu của chúng ta, các bạn trẻ đó, học tiếng Anh đó. Nó hay lộn chỗ này, mà cũng là cái chỗ hay. Kinh lạy cha có cái chỗ ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Các bạn trẻ con cháu chúng ta đọc đến đây bằng tiếng Anh đó, lúng túng. Thy will be done on earth as it is in heaven. Thế thì các cụ tuổi các bác thì trước học tiếng Pháp thì nó rõ hơn. Không biết, thy will be done là cứ nói là the future tense. Nhưng mà tiếng Pháp các bác ai còn nhớ sẽ nhớ rằng que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté là will chứ không phải là auxiliary verb. Cho nên ở chỗ này, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng mà đâu phải nói chuyện chữ nghĩa. Hay là hay ở cái yếu tố, cái điểm thần học, cái điểm giáo lý sau đây. Như thế này ạ. Tại sao ở trong tiếng Anh, chỗ này thy will be done, thưa vì, và cả tiếng Pháp giống nhau, bởi vì đó là mode the subjunctive, subjunctive mode. Tức là giả định cách, là bàng thái cách. Và nghĩa là người ta sẽ cầu nguyện tha thiết xin cho ý của cha được thể hiện dưới đất này. Bởi vì ở trên trời thì là as it is in heaven. Your will is in heaven. Thì ý muốn của Chúa là trên trời là và lúc nào cũng đúng cả. Nhưng mà dưới đất tại sao lại phải cầu nguyện cho ý của Chúa được thể hiện? Thưa, bởi vì Chúa đồng thời dựng nên con người, lại còn ban cho con người tự do đến độ dường như con người có quyền từ chối. Chẳng vậy mà Thánh Augustino đã nói, lạy Chúa dựng nên con, Chúa không cần con, nhưng muốn cứu độ con, Chúa cần con cộng tác. Muốn con được cộng tác, con phải muốn con được cứu độ, thì lúc bấy giờ ơn cứu độ mới được thể hiện. Kính thưa các bác, anh em, chị em thân mến, một chút giải thích như vậy, chữ nghĩa, nhưng không dừng lại ở chỗ chữ nghĩa văn chương, không phải, mà là để chúng ta thông cảm trong gia đình, khi cầu nguyện, khi đối xử với nhau, sống với nhau ở một xứ đạo, là một gia đình của Chúa, chúng ta sẽ thấy thương nhau mà đùm bọc cho nhau, chứ không phải căn để bắt lỗi nhau. Các chiều qua lại, chỗ nào cũng đúng cả. Ngay cả chúng ta với nhau, hàng xóm láng giềng. Nếu mà chỉ nghĩ là
hễ người này có lỗi là mình sẽ kém yêu thương đi. Không cần thiết vậy. Mà không phải lý do chính, mặc dù tự nhiên thì có như vậy. Nhưng chúng ta được mời gọi hơn, huống chi là chúng ta sống trong gia đình giáo xứ. Và vì vậy, đối với cha xứ chỉ đơn giản bởi trong đức tin, Ngài được đặt vào vị trí làm cha sở của chúng ta, làm cha phó của chúng ta. Và Ngài cũng biết mình là người bất toàn. Điều sẽ rất đẹp nếu Ngài nghĩ là Ngài cũng giống như chúng ta, cũng bất toàn và sẽ hết sức nhã nhặn, lịch sự, kính trọng người giáo dân khi nhờ việc này, khi làm việc nọ, kể cả khi giảng lễ, không phải chỉ là giảng cho dân mà là giảng cho chính mình nữa. Nếu như thế, chúng ta sẽ thấy thấm và chúng ta ra sức xây dựng gia đình giáo xứ một cách tự nguyện, đầy đức tin, và vì thế rất đẹp. Chúng tôi nghĩ đề tài này sẽ còn nhiều dịp gặp lại. Lúc này xin sang một khía cạnh khác của chính đề tài này, và bài kế tiếp có vẻ hướng đến hành động trước khi kết thúc với bài 03 và 07. Bài 07 thì mở ra lại về tình trạng của chúng ta. Xin mời các bác lại thưởng thức bài số 2, việc làm của chúng ta như thế nào cho phù hợp trong sứ đạo, trong xã hội. Bảy yêu xót thương. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ, hãy đối xử với nhau như thế. Khi đến dâng lễ trên bàn thờ mà nhớ anh em. Xin mời bắt đầu. Xót thương nhau xin hãy trọn ân tình. Một thương quyết chung trinh lấy lời lành khuyên người. Hai đứa mến yêu đời mở dạy nghe mê muội. Ba thương biết đơn côi yên ủi kẻ âu lo. Bốn thương chớ so đo gắn bảo kẻ có tội. Năm thương rõ bao lỗi tha cho kẻ dễ tha. Sáu thương dấu xót xa nhìn kẻ mất lòng mình. Bảy thương bao thân tình cho kẻ tự người. Xin hãy trọn ân tình. Một thương hãy quên mình mà cho kẻ đói ăn. Hai thương chớ băn khoăn hãy cho kẻ khát buồn. Ba thương đừng nói xuống cho kẻ rách áo mặc. Bốn thương từng khắc biếng kẻ liệt tù hàn. Năm thương không thoái thác mà cho khách đỗ nhà. Sáu thương yêu như ta mà chuộc kẻ làm thô. Bảy thương ơn xá tội chôn xác kẻ qua đời. Sinh theo những môi trường hồn kia sống vui tươi hương cõi trời quang minh. Hương sáng thân điêu linh gió sân sát suy tàn. Bởi người muốn lòng nhân chứ đâu cần nghi lễ. Với mọi sự như thế thật là yêu thương để lòng vui bận.
đoạn phương mà đậm chất xót Vâng, kính thưa các bác, anh em, chị em quý mến, tại sao bài này sẽ giúp chúng ta sống tử tế hơn trong gia đình giáo xứ của mình, gia đình giáo hạt của mình và cả gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn này của chúng ta? Thưa, bởi vì chính lời Chúa dạy. Thưa, bởi vì đây chính là thương người có 14 mối. Chúng ta đọc có ít nhất cũng là mỗi tuần một lần, sáng Chúa Nhật hay chiều Chúa Nhật đi lễ. Và đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được mời gọi chính lời Chúa dạy: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ. Là lúc chúng ta được mời gọi thực thi lòng thương xót như Cha trên trời là đấng giàu lòng xót thương, như Đức Giêsu Kitô là biểu hiện tuyệt vời nhất, đầy đủ nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và chúng ta thực thi lòng thương xót ấy, hãy bắt đầu từ ngay trong gia đình huyết nhục của mình, trong gia đình cha mẹ anh chị em của mình, với tình yêu xót thương ấy, merciful love, amour misericordia. Chúng ta được mời gọi như vậy. Và còn hơn thế nữa, một cách đầy đức tin trong gia đình giáo xứ, chúng ta hiểu là gia đình, cho nên nếu mà có ai đó vô tình xúc phạm đến chúng ta, chúng ta đi lễ hàng ngày, nghe lời Chúa dạy, hãy để của lễ ấy, hãy để của lễ trên bàn thờ ấy, về nhà làm hòa trước. Có nghĩa là người kia lẽ ra là phải xin lỗi ta, nhưng ta bằng lòng đi bước trước. Đấy, lòng thương xót mà, tình yêu xót thương mà, đâu phải như cái kiểu chúng ta xử sòng phẳng với nhau. Gia đình làm gì có sòng phẳng? Bao giờ chúng ta trả chữ hiếu được cho cha mẹ chúng ta đủ? Có bao giờ có ai nghĩ là mình đủ không? Thiện ý chúng tôi không ai dám nói câu đó. Dù chúng ta có nuôi cha mẹ cả vật chất, và thậm chí các cụ bây giờ già về tinh thần, chỉ có nước mắt chảy xuôi thôi. Gia đình mà. Rồi anh chị em cũng vậy. Cái người mà gặp cái sự khốn khó cùng vai với chúng ta, anh em, chị em trong nhà, những người đó phải được thương hơn. Chứ không cậy vào cái chuyện chúng ta làm ra của cải vật chất nhiều rồi chúng ta nghĩ là chúng ta có quyền trong gia đình ăn hiếp anh em, chị em của mình. Cũng không đúng. Thì đời sống thiêng liêng, gia đình giáo xứ cũng vậy, không căn cứ vào cái chuyện chúng ta giỏi giang hay là giàu có hay là lắm tài, thậm chí nói ở một chiều kích khác, có khi được lòng cha sở rồi chúng ta ăn hiếp người khác. Không, cái đó là hèn, cái đó là dở, cái đó là không đúng. Hãy là tình yêu xót thương, hãy thực thi tình yêu xót thương. Vì vậy, nói đến đây chúng tôi nghĩ là lúc để các bác, các anh, các chị cùng đọc với chúng tôi cái số 1 nó cũng hơi hơi khô khan, nhưng mà cứ đọc chậm chậm mà hiểu theo chiều kích ấy, chúng ta sẽ thấy thấm thía và về nhà đọc lại sẽ thích hơn. Xin mời các bác nhé. Quản trị mục vụ.
chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật, khoa học quản trị về mục vụ. Vâng, cảm ơn các bác, anh em, chị em thân mến. Cụm từ nguyên tắc vàng được chú ý trong đoạn dài dài này. Nguyên tắc vàng như thế nào? Rất có thể sẽ như thế này. Chúng ta đây là quý chức. Ở các giáo xứ gọi từ chung như vậy. Quý chức có thể là thành viên ban thường vụ, có thể là trưởng các hội đoàn, có thể là ở cấp giáo họ, ông trùm, ông phó trùm, nói theo lối xưa, còn bây giờ là trưởng các giáo họ, giáo khu, vân vân. Thưa các bác, anh em, chị em thân mến, nguyên tắc vàng để chúng ta sống ở chỗ này là cái gì? Chúng ta là quý chức đó. Thật sự, cái việc mục vụ của cha xứ hay là các cha nói chung đó, là chúng ta, chính chúng ta là những người cận kề và tham gia cùng làm việc mục vụ với Ngài được đấy, theo nghĩa rộng đấy, mục vụ đấy, chứ không phải không. Có khi chúng ta làm được những việc mà cha xứ làm không được, chẳng hạn như là chúng ta lăn lóc ở nơi này nơi kia được, chứ cha xứ mà cứ đi ra ngoài đường rồi chơi với các bạn trẻ rồi hướng dẫn họ, cứ ban đầu thì rất tốt, nhưng mà có đi được mãi không? Mà cái mặt tích cực là vậy, mà cái mặt tiêu cực trong mắt của quý ông bà anh chị em chắc gì đã hài lòng, mà làm cũng không xuể nữa. Thế thì nguyên tắc vàng để chúng ta làm việc mục vụ với nhau và tránh để có thể đụng độ cũng là bầu khí gia đình thôi, thì câu đó xin được nói là câu sau đây, rất nổi tiếng, được cho là của Thánh Augustino. Thứ nhất, thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự. Bác nào nghe câu này thấy quen à? Rất quen mới đúng. Thánh Augustino là người sử dụng chữ rất điêu luyện, cho nên chúng tôi xin phép được nhắc lại lời của Ngài ở đây một chút thôi, sau đó minh họa bằng từ ngữ đơn giản, các bác sẽ nhớ, cũng dòng nhạc đơn giản. Thánh nhân nói như thế này, thống nhất trong điều chính là in necessaris unitas, trong những điều cần hãy thống nhất, điều chính. In dubiis libertas, trong những điều còn nghi nan chưa rõ ràng hãy để tự do, libertas. Còn dù là chính, dù là phụ, dù là nghi nan, dù là cần thiết, thì lúc nào cũng phải đầy tình bác ái. In omnibus caritas. Quá hay à? Nguyên tắc đó là sống ở đâu cũng được cả. Sống đâu cũng đầy chất đức tin cả. Sống ở xứ cũng được, ở hội đoàn cũng được, ở sinh hoạt giáo hạt cũng được, ở giáo phận cũng được, ở đâu cũng được cả. Quá hay. Chúng tôi minh họa để các bác có thể nhớ một chút. Cũng là bằng ấy từ thôi. Thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự trong yêu thương. Thống nhất không chấp nhận chia hai, làm sai
thì phải mau làm lại. Thống nhất không nói phải rồi trái, chia hai thì phải mau hợp lại. Thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự. Đấy là thông điệp, đó là phần thứ hai. Và chúng tôi nghĩ cũng vẫn cứ là bầu khí chung gia đình giáo xứ, vẫn cứ là bác ái, vẫn cứ là yêu thương, vẫn cứ là... Đây, sắp sửa đến phần thứ ba. Chúng tôi nghĩ sắp sửa cái này sẽ được dẫn vào như thế này. Mở ra với một hình ảnh lạc quan của người Kitô hữu. Người Kitô hữu lạc quan bởi vì dù là nhường nhịn nhau, dù là đối xử tử tế với nhau, với những hy sinh mình đi bước trước, nhiều khi nhục nó không có chịu, nó đã làm sai, lẽ ra nó phải xin lỗi mình đến xin lỗi nó còn vênh mặt lên. Nếu đức tin không vững vàng, nếu không chuẩn bị cậy nhờ vào ơn Chúa, nếu không tập tành nhân đức, coi chừng đổ nợ ra lại còn đánh nhau tệ hơn trước. Vì thế có lời chia sẻ rằng sống trong đời, trên và trong dòng đời, chúng ta được mời gọi ở một vài cấp độ sau đây. Chúng tôi mượn ba cấp độ. Một là như cánh bèo thôi, thường thôi. Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Thường thôi, đừng có đặt mình lên ngai tòa cao quá. Hễ nước nổi, bèo nổi là bèo trôi, bèo còn sống. Xin mời lát nữa giải thích thêm. Vâng, nhạc đã mở, xin mời. Thank you.
sông, đời tôi sôi nổi để bơi, bơi theo dòng đời. Người ơi, bơi trong nước chảy, nước chảy về đâu? Lòng tôi không cần sao xuyến. Chị em thân mến, có ba phiên khúc. Lúc nãy chúng ta đã được giới thiệu phiên khúc thứ nhất: cuộc đời mình có chăng như cánh bèo cũng được, giản dị lắm, hễ nước nổi thì mình nổi, trôi tới đâu cũng được, vẫn là Kitô hữu, tốt lắm, hễ nước chảy là mình cùng đi với nước, tuyệt vời. Nhưng mà tích cực hơn một chút, có khi đời mình làm chủ vận mệnh bằng hình ảnh của một chiếc thuyền nan, thì nước nổi thuyền cũng nổi. Nhưng mà gió mà thổi ngược với lại ý muốn của người lái đò, của người lái thuyền, thì nhờ cánh buồm tuy chỉ là thuyền nan thì biết điều chỉnh, có khi thuận lợi thì xuôi gió thì đi nhanh hơn, mà nếu có ngược gió vẫn làm ngược lại với dòng đời, gió bão táp phong bạc làm lại được. Bởi vì chúng ta có định hướng nước trời, chứ không phải đi đến đâu cũng được, tốt hơn. Và đặc biệt chúng ta được mời gọi để như cá trong dòng sông. Cá dòng sông thì thôi, nó làm chủ cái đường đi của nó. Đầu mùa mưa thì nó từ ao sâu, nó leo lên cả trên bờ để nó tìm đến những dòng nước mới, được lắm. Và cuối mùa nó biết nó đi về đâu. Và anh chị em để ý mà thấy nguồn bao la, chúng tôi viết hoa mấy từ đó là để nói về cội nguồn của chính chúng ta. Ta đi cuối cùng mà cũng là về với Chúa mới được chứ. Đi đâu đi mà cuối cùng không về với Chúa thì làm gì nữa chứ? Quý chức làm gì?
Giáo sĩ làm gì? Tu sĩ làm gì? Nếu cuối cùng chúng ta không gặp nhau ở thiên đàng. Rất rõ ràng. Định hướng cuộc đời của chúng ta như cá trong dòng sông, như cá trong dòng nước. Sống đức tin một cách kiên cường. Giữa dòng nước chúng ta biết mình phải đi đâu và đủ sức để đi. Đó mới là lời mời gọi tuyệt vời. Và ở đây chúng tôi nghĩ là dịp để thuận tiện mời các bác chuẩn bị để đọc cái số 3. Cũng rất khô khan, nhưng mà nhờ dẫn vào như vậy chúng ta thấy ý nghĩa. Và không chỉ là đọc ở đây, về nhà đọc lại thấy cũng thấm thấm. Và thích hơn có thể đọc cuốn sách chỉ là tượng trưng, chúng tôi để kia lát nữa. Các vị hữu trách chia ra cho các giáo xứ làm quà tượng trưng thôi. Bác nào thích thì có thể photo tự do. Số 3 bây giờ là các hội đồng, các hội đoàn, giáo xứ có vị trí nào? Câu trả lời rõ ràng là hết sức quan yếu trong gia đình giáo xứ. Xin mời cả nhà. Con người đến. Xin cảm ơn các bác. Thế đấy, hết sức quan yếu. Đến độ mà một sứ đạo, người ta có thể quan sát qua quý chức hội đồng mục vụ, qua các vị đại diện ở các hội đoàn, mà biết cái sức mục vụ, cái sức phục vụ của sứ đạo đấy nó ở mức độ nào. Nếu tinh tế quan sát chính quý chức nói chung theo nghĩa đấy, còn hội đồng, hội đoàn vân vân đủ thứ hả, thưa các bác. Thế vậy thì chúng ta đang ở đâu? Cái phần chúng ta vừa đọc nói không nằm trên giáo xứ, không. Cũng không nhất thiết là phải nói nằm ngoài, và càng đừng coi là nằm dưới. Chúng ta đến để phục vụ, nhưng mà chính phục vụ đó là cái cách lãnh đạo trong giáo hội. Chúng ta ý thức càng phục vụ, càng tỏ ra mình là người lãnh đạo đích thực trong giáo hội. Chứ nếu mà đứng mà chỉ tay năm ngón như vậy thì là không. Không phải lãnh đạo trong giáo hội. Và đấy là cũng là gia đình giáo xứ đấy. Gia đình đấy, cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta chủ yếu là chăm sóc, nâng niu chúng ta từ lúc còn bé, sanh ra chúng ta. Và đó là nhà lãnh đạo mẫu gương một cách nào đó. Có Chúa thì tuyệt vời nhất. Nhưng mà chúng ta nói ở đây một cách tượng hình và một cách kinh nghiệm. Vì chúng ta tất cả đều sống trong gia đình, có cha, có mẹ. Ngay cả khi chúng ta không, thì bây giờ chúng ta sắm vai làm cha, làm mẹ, thì chúng ta biết thế nào là nước mắt chảy xuôi, thế nào là gia đình ở mức độ đó. Và vì vậy, nếu khẳng định rằng vai trò của quý chức hội đồng, hội đoàn, vụ giáo xứ một cách kinh nghiệm, chúng ta nói vậy là đủ rồi. Còn giáo luật 536 hay là đi nhiều điều khác, giáo huấn của giáo hội hay là quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ năm 2002 hay gần đây 2015, tất cả đều rất tuyệt vời để chúng ta làm sáng tỏ hơn những điều vừa nói vừa khẳng định. Ở đây chúng tôi nghĩ muốn nói thêm một điều này. Nếu chúng ta là quan trọng, tại sao chúng ta lại phải đi, nói bình thường đi, phải quét hội trường? Nếu chúng ta là quan trọng, tại sao chúng ta lại phải quét sân? Hay là việc này việc khác rất bình thường? Thưa,
câu trả lời đại khái như vậy đã. Không phải mọi người đều làm một việc, nhưng mà một việc dành cho tất cả. Không phải tất cả, như vừa nói, đều là ngang nhau, nhưng mà tất cả là gia đình của Chúa, một lòng cho nhau và làm cùng một việc. Vì vậy mới là mục vụ chứ, vì vậy mới là lãnh đạo chứ, vì vậy mới là gia đình chứ. Chúng tôi minh họa. Không phải mọi người đều làm một việc, nhưng mà một việc dành cho tất cả. Không phải tất cả đều là ngang nhau, nhưng mà tất cả một lòng cho nhau. Vậy cùng làm nhé, là đồng trách nhiệm. Để cùng trách nhiệm là cùng hiệp thông. Vậy cùng hát nhé, là đồng trách nhiệm. Để đồng trách nhiệm là cùng hiệp thông. Vâng, thưa các bác, nãy giờ chưa ai vỗ tay, vỗ tay đại. Xin hết lòng cảm ơn các bác. Và chúng tôi đi dần đến phần kết luận. Nhìn thấy đồng hồ, nếu đúng thì còn đến những 25 phút, có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nhưng mà phần kết nó cũng dài lắm, cho nên xin được kết như thế này. Đồng hồ bác mấy giờ ạ? Còn có 23 phút. Thưa các bác, anh em, chị em thân mến, làm sao để chúng ta nhớ và chúng ta hiểu rằng hôm nay chúng ta đến đây có một người chia sẻ với chúng ta từ kinh nghiệm sống của mình. Hôm nay có một người đứng đây để chia sẻ cũng giống như anh em, chị em, có thể cùng trang lứa với một số vị quý chức trẻ tuổi về tuổi ta. Và đặc biệt, trước khi làm chủng sinh thì cũng làm người dân sứ trung thành, đi lễ nhà thờ, nhà thánh. Khi làm chủng sinh vẫn còn nghĩ và muốn được phục vụ giáo xứ theo cái hoài bão của tuổi trẻ. Và đặc biệt, khi làm linh mục vẫn tha thiết muốn xây dựng giáo xứ và nói lại với giới trẻ trong xứ, dù xứ đạo chúng tôi nhỏ lắm, có thể nói để các bác, anh em, chị em cũng hiểu thoáng qua, mà cha quản hạt của quý ông bà, anh chị em thì biết quá rõ. Giáo xứ chúng tôi hiện nay, giáo xứ Thánh Tống Viết Bường chỉ có ít hơn, hay nói là non 700 tín hữu mà thôi. Nhưng mà cha xứ không ngại để nói với các bạn trẻ đầy nhiệt huyết rằng, anh em ơi, cái thời mà trước á, các bạn không biết sao chứ cha nhớ, cái thời của cha đó là các cụ hay khuyên đó là ráng học giỏi con ơi, mai mốt được an nhàn. Thế chúng tôi kỳ này một mặt là vẫn kính trọng các cụ nói như vậy, nhưng mà thưa với các cụ trước và xin phép, thưa các cụ, nếu mà bây giờ chúng tôi nói với lại con cháu các cụ câu sau đây, các cụ có phiền không thì xin bảo trước, còn chúng tôi nghĩ là tốt lắm. Này, đại khái như thế này kia, thế rồi đến khi nói với giới trẻ thì nói như thế này, tôi đã xin phép, cha đã xin phép, phụ huynh chúng con rồi, phụ huynh cho phép, và cha nói nha. Cái bạn nào mà sắp sửa thi đại học á, hay là học hành nghề gì cũng được, sắp sửa vào đời nói chung á, nghe lời cha, đừng sợ vất vả. Đừng sợ gian khổ. Sợ chăng là sợ mình học cái mình không thích. Sợ chăng là mình mong hưởng an nhàn mà không được an nhàn. Chính khi trực diện với khó khăn, chính khi sẵn sàng làm những việc khó là lúc chúng ta trưởng thành và có nghị lực.
là lúc chúng ta vào đời một cách vui vẻ. Và chúng tôi tóm tắt vất vả vẫn vui vẻ, 5 chữ V. Cái đó có, chúng ta làm mà phụ huynh chúng ta biết rồi. Người lớn sợ gì? Đám trẻ cần được nghe những câu đó. Và chúng tôi tại sao giới thiệu cái này, thưa, để kết thúc bằng việc này này. Bài này hết sức là tâm huyết, mà có lẽ các bác cũng nhiều người đã được nghe. Bài làm việc khó. Các bác cứ nhẩm theo rồi hát với chúng tôi nhé. Làm việc khó có là gian khó. Làm, đúng rồi. Làm việc khó có là gian khó. Bây giờ sửa lại xíu. Làm việc khó có là gian truân. Làm việc khó có là gian khổ. Làm việc khó có là gian nan. Chúng tôi minh họa. Vâng, là minh họa xong rồi chúng ta trở lại cho hào hứng hơn, cũng không bắt phải đọc ngay. Để rồi chúng ta sẽ phục vụ ở sứ đạo chúng ta với tinh thần đấy. Làm việc khó có là gian khó. Vỗ tay nhé, 2, 3. Làm việc khó có là gian khó. Làm việc khó có là gian truân. Làm việc khó có là gian khổ. Làm việc khó có là gian nan. Chịu sự khó mới là gian khó. Chịu sự khó mới là gian truân. Chịu sự khó mới là gian khổ. Chịu sự khó mới là gian khó, mới là gian nan. Đời là thế, thế thời phải thế. Đời chẳng khó nhưng cần kiên trung. Cần trung kiên, rất cần kiên trung. Vâng, xin cảm ơn. Có mỗi chữ khó thôi. Không sợ khó là tư thế muốn nói với các bác, các anh, các chị. Về sứ đạo á, làm ông trùm, làm bà trùm, làm ông chánh, bà chánh, làm chức vụ gì trong giáo xứ cũng được cả. Bởi vì chúng ta là anh chị em, gia đình giáo xứ. Mà cái cách để chúng ta làm á, để phục vụ á, để diễn tả tình yêu thương với nhau á, để phục vụ á, không sợ khó. Đừng có nghĩ là phải làm cái này cái kia to, lúc đó mới hài lòng. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ. Hãy hăng hái làm những việc khó. Chính khi đó chúng ta thể hiện tư cách quý chức của chúng ta. Vậy thì tóm lại sẽ là 2-3 điều gạch đầu hàng như sau. Trước hết, kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh. Kinh lạy cha cho chúng ta một lý tưởng về một Thiên Chúa là cha và chúng ta là anh chị em với nhau, kể cả cha xứ. Trong gia đình giáo xứ, tuyệt vời. Bắt buộc phải như vậy. Ở trong chừng mực nào đó thì chúng ta sẽ đã có những giải thích khác. Ngài thay mặt cho giám mục giáo phận là tông đồ, thì chúng ta nghe lời Ngài vì vậy. Ngài không phải học giỏi giang, không phải đẹp trai, không phải kể cả đạo đức, không nhất thiết. Vì chúng ta có nhiều người đạo đức hơn, nhiều người đạo đức hơn, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện chấp nhận được. Có điều là cha xứ thì phải hàng ngày ăn năn sám hối tội lỗi con, tối cũng phải đọc kinh sám hối, bởi vì con là lẽ ra phải rất gương mẫu, nhưng mà con thỉnh thoảng cũng còn nóng giận, con mắng cái anh thanh niên này, con trách cái ông trùm kia thì kia, có hơi quá lời, Chúa tha lỗi, tha tội cho con, ăn năn sám hối. Thì cái đó thì có đó, cần á. Còn không phải là Ngài vì Ngài thánh thiện hơn nên chúng ta nghe lời, không phải, không phải. Kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, chúng ta có thể nói được nhiều điều khác nữa. Chúng tôi chỉ nhắc một điểm trong đó. Và kế đến, điểm nhấn đó là đầu ra của việc phục vụ không dừng lại chỉ ở trong giáo xứ của mình, mà việc bác ái, từ thiện, việc mở ra với anh chị em, việc loan báo tin mừng bằng việc sống đức tin, sống tình bác ái là quan trọng hơn nhiều. Lúc bây giờ chúng ta đọc lại nhẫn nha. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, vân vân, cứ kể vậy. Thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối, rất cụ thể và bình dân, làm cho chúng ta nghĩ là trong tầm tay và chúng ta dốc lòng để làm điều đó một cách khiêm tốn.
con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng cất kinh nguyện cầu. Đại khái như vậy. Thế tự nhiên nó có lửa. Tự nhiên thấy mình quyết chí mình làm và hài lòng với những chuyện rất nhỏ. Mà đôi khi, mà lẽ ra, mà đúng vậy nữa, chính việc nhỏ như vậy nói hay cho rất nhiều việc lớn. Ai mà cứ ngắm nghía đòi làm việc lớn mà việc nhỏ không chu toàn, không tin, đừng tin. Thánh Teresa của Giê-xu là gương sáng cho chúng ta. Hay là Teresa Calcutta mới được phong thánh. Hoàn toàn như thế. Những việc cứ bình dân nhỏ bé mới là được. Sau đó nếu có lúc nào Chúa muốn làm cái việc gì lớn hơn chút thì chẳng qua là cộng lại tất cả những cái nhỏ đó lại thì thấy nó hơi lớn lớn chút. Chứ chẳng có gì cả. Tất cả là của Chúa thôi. Và chúng ta thấy hãnh diện, thấy vui. Bởi vì đó là một sự thật mà chúng ta cố gắng sống lời Chúa để nói như vậy và sống như vậy. Đấy là bảy yêu xót thương. Bác nào thích chúng tôi để lại đó rồi copy về nhà nghe dễ nhớ, có hình. Và cái thứ ba là trở về với chính vị trí của mỗi người chúng ta trên và trong dòng đời. Có thể sẽ là cánh bèo thôi, được rồi, vẫn vui như thường. Nhưng cũng có khi Chúa cho khá hơn chút. Hãy làm chiếc thuyền nan biết căng buồng. Nếu mà buồm xuôi gió thì khỏi cần phải chèo, nó cũng đi đến cảng, đến nơi mình muốn đến. Nó ngược, mình điều chỉnh cánh buồm. Nhưng mà nhất là, và khi chúng ta đã cứng cát đầy đức tin, hãy là người, hãy vào vai của con cá trong dòng đời, trong chợ đời, trong cuộc sống này mà không ngại, không sợ. Mọi biến chuyển của cuộc đời Chúa vẫn đang đặt ngón tay tạo thành, đang đặt ngón tay tạo dựng, đang đặt ngón tay quan phòng của Ngài trên tạo thành, trên vũ trụ này. Đừng tưởng, cứ lúc nào cứ tưởng như không có Chúa. Thế này về thần học tạo dựng thì rất rõ ràng. Tức là ngày Chúa dựng nên thì dựng nên từ hư vô. Creatio ex nihilo. Thì Chúa chỉ cần phán một lời, mọi sự có. Từ hư vô. Nhưng mà thần học cũng dạy rằng cái ngón tay tạo thành ấy mà rút lại á, là mọi sự sẽ trở về hư vô trở lại. Cho nên gọi là creatio continua, là tạo dựng liên tục. Tức là Chúa vẫn quan phòng, Chúa vẫn điều khiển tất cả vũ trụ này, chứ làm gì mà không có. Theo cách của Ngài mà chúng ta không thể hiểu thấu hết được. Vì Thiên Chúa là đấng bất khả thấu, không bao giờ chúng ta hiểu hết Chúa được. Chỉ có mỗi ngày một được hiểu hơn thôi. Và hiểu hơn thì lại có khi khám phá ra một sự thật này là mấy hình nãy chúng ta cũng thấy. Thiên Chúa dạy chúng ta bài học đích thực, bài học khôn ngoan ở 1 Cô-rinh-tô 25-27. Thánh giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan. Khó hiểu, rất khó hiểu. Nhưng mà chính Chúa đã sống điều đó. Chính Chúa khi bị treo trên thập tự giá, trên đồi Can Vê là lúc chiến thắng. Thánh giá là tuyệt đỉnh sự khôn ngoan. Chúng ta thoạt nghe thấy chả khó hiểu quá, chẳng muốn vác thánh giá bao giờ. Không, thánh giá là đường đi. Thánh giá mà không vác làm sao đến ngày phục sinh, làm sao gọi là vượt qua phục sinh. Thứ nhất Cô-rinh-tô 25-27. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ là nói cũng khá nhiều rồi, phần còn lại là sống. Và thỉnh thoảng nếu các bác, anh em, chị em tình cờ gặp tôi trên dòng đời mà nói này cha ơi, thế sứ của cha giờ có khá chưa, thì tôi cũng vẫn đấm ngực ăn năn. Nghĩa là cũng phải biết là không dễ gì để mà mình làm được như những khát vọng, như những ước muốn của mình. Chỉ có mỗi ngày một khá hơn xíu, mỗi ngày một tốt hơn chút là cũng được rồi.
và cố gắng để sống điều đó suốt cuộc đời của mình, dù là rất nhỏ, dù là bình thường như cánh bèo, dù là chiếc thuyền nan, hay là Chúa cho có lúc là cá, để có thể sống trong chợ đời vẫn như mọi người, mà thấy mình có mỗi ngày một tốt hơn một chút là được. Gần đến giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ kết thúc, sẽ nói lời cầu chúc như thế này với các bác, anh em, chị em rằng: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy chính mình. Tôi đang nói về mình. Cha xứ và quý chức, chúng ta hãy cố gắng sống tình huynh đệ, anh em trong gia đình giáo xứ của chính mình. Bác nào đang giận cha xứ mình giơ tay dám giơ tay. Không không không, đừng giơ. Xin lỗi bác, cảm ơn các bác. Bởi vì ở những lớp khác chúng tôi nói như thế này, nói như thế này là bảo sau cái khóa huấn luyện này ấy nha, chưa mới vô cái nói rồi, nếu mà bác nào á mà giữ cái khóa huấn luyện này á mà trở về á mà không yêu mến cha sở mình hơn á thì tôi kể là thất bại. Nếu các bác không nhận là thất bại từ phía các bác thì tôi cha giáo xin nhận phần thiếu sót của mình, bởi vì chưa truyền được lửa cho anh em chị em. Để thế bảo mình mà khó quá trời con thương được làm sao. Thưa như thế này, nói là hơn thì thôi, một cách khiêm tốn nói, nếu mà mình đang chỉ có thương mấy 10% thôi thì ước gì sau cái khóa này về mình được mười mấy phần trăm, 11% cũng được, 12, 13, và đến khi mà thực lòng thương rồi đó là đạt đấy, đạt đấy. Dù ngài thế nào ta vẫn vâng lời ngài, trừ khi nghịch với lời dạy của Thánh Kinh, của Chúa, của giáo hội. Còn ngài hướng dẫn chúng ta vì là gia đình, hãy nghe đi, vui liền à, vui liền, có gì đâu, đâu có khó gì đâu. Và dĩ nhiên ngài cũng nghe, cần nghe như vậy, chúng tôi cũng cố gắng lắng nghe, nghe như vậy. Và ô, thế giáo xứ là gia đình hạnh phúc biết mấy hả? Hạnh phúc biết mấy, làm gì mà phải kèn cựa nhau hoài vậy, làm gì mà phải trách nhau hoài vậy. Lời chia sẻ cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của chúng tôi vẫn là cái câu mà cách đây nhiều năm chúng tôi vẫn hay nói, bây giờ xin được nói lại. Sau khóa này, ước gì, tôi lời cầu nguyện đi, ước gì Chúa ban ơn để tất cả chúng con, kể cả người đang nói, được ơn yêu mến giáo xứ mình hơn, và vì vậy đối xử với anh em chị em như con một cha trên trời. Không biết là sau cái này có kết thúc ngay được không, nhưng mà dù các cha có dạy thêm điều gì thì chúng tôi cũng vẫn nghĩ mình còn trong giờ để mời các bác hát lại kinh lạy cha và mở lên cùng hát với chúng tôi. Xin mở âm thanh nhỏ và chúng ta hát kinh lạy cha kết thúc. Âm thanh ở trên nó nhỏ thôi và tất cả chúng ta hát lớn nhé. Âm thanh ở trên thì nhỏ, nhưng ở dưới không cần nhỏ, chúng ta hát lớn, rất dễ ha. Cái ở trên ạ, à, cái ở trên, cái số 1 á, không 1 á. Đấy, đúng rồi. Bấm vô là to ra. Cha chỉ đến ý cha thể hiện.
xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời cho chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nước cha chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cố. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nước cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng như chúng con.
Kinh lạy Cha kết thúc phần chia sẻ của chúng tôi về đề tài Giáo xứ là gia đình của Chúa. Xin cảm ơn cha hạt trưởng, quý cha, quý chức, quý ông bà, anh chị em. Trước khi vị đại diện nói những lời cảm ơn cha giáo thì xin cha cũng tiết lộ cho biết những cái thao thức của cha về mục vụ, về giáo xứ như một gia đình, với những sáng tác của cha, với những ca khúc của cha và giọng hát của cha, cha lưu giữ ở trên chỗ nào trên mạng để có thể chúng con thỉnh thoảng mở vào để nghe. Xin cảm ơn cha. Cảm ơn cha hạt trưởng hỏi con một câu hỏi rất thiết thân với lý tưởng mục vụ của con ở xứ đạo. Những điều con muốn trình bày chắc còn nhiều. Con có mang theo ít sách, xin quý chức chia ra cho các giáo xứ. Con mang khoảng 50 cuốn, có tính cách tượng trưng thôi. Và trả lời đầy đủ cho cha, con nghĩ chắc con không làm được. Nhưng những điều nói nãy giờ đó thì cũng có đôi ba điều mà con sẽ còn phải tập tành suốt đời. Phần lưu giữ của con thì ba cái clips này đều có trên YouTube. Xin đánh tên của con chắc có, hay là tên của bài hát như vừa thấy. Và như thế phần trả lời của con cha hạt trưởng. Chúng con xin cảm ơn cha giáo đã cho chúng con hôm nay một món quà tinh thần thực sự rất đích thực. Và giờ đây tôi xin mời vị trưởng đại diện của hạt sống mới có đôi lời trong bài giảng hôm nay. Trọng kính cha Du Xe, chính sứ giáo xứ Tống Viết Bường, hạt Phú Thọ. Một lần nữa thì các quý chức và hội đoàn chúng con trong 15 xứ của hạt sống mới xin được nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng và cảm ơn cha. Kính thưa cha, chúng con xin được gửi đến cha vô vàn lời tri ân và cảm tạ chân thành nhất của chúng con. Cha đã không quản ngại đường xá cũng tương đối xa và hy sinh thời giờ, sức khỏe để công việc của giáo xứ rất nhiều để về với giáo hạt xóm mới này để chia sẻ cho chúng con cái đề tài rất là thiết thực và rất là cần thiết, nó liên quan trực tiếp tới những người đang làm việc trong giáo xứ của chúng con. Và qua cái đề tài mà cha trình bày thì rất là dễ hiểu và rất là vui, xen kẽ những bài hát rất là thích, thì chúng con hiểu được rằng cái quản trị mục vụ trong giáo xứ không chỉ là một nghệ thuật, không chỉ là một cái khoa học, đúng như vậy, nhưng trên hết và quan trọng hơn thì phải có ân sủng của Thiên Chúa ở trong đó, và nhất là phải sống cái tình yêu, cái ân sủng đó với nhau thì mới hoàn thành được. Và chúng con cũng được biết rằng trong cái bài của cha thì cái bí quyết để thành công trong giáo xứ đó thì mọi người phải liên kết với nhau trong công việc, liên kết với cha chính xứ. Phải tích cực trong bổn phận của mình, tích là phải cực rồi, vâng, thì trong bổn phận của mình thì mới thành công được. Và có lẽ chúng con phải dùng cái câu của thánh Agostino mà cha vừa nhắc lại, có thể đó là cái phương châm hành động, đó là thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ và bác ái trong mọi sự. Xin nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và chúng con sẽ cố gắng với ơn Chúa, chúng con sẽ cố gắng thực hiện cái bổn phận của mình. Đây là một trách nhiệm, một bổn phận. Và cố gắng làm sao đó để mỗi cái giáo xứ của mình trong cái hạt xóm mới này trở thành một cộng đoàn như lòng Chúa mong ước. Và ngày hôm nay thì chúng con cũng xin được lần nữa xin cảm ơn cha. Ngoài việc cha chia sẻ cái tinh thần, cha lại còn mang cái món quà tuyệt vời, vâng. Tí chúng con sẽ phân phối mấy bối giáo xứ là ba cuốn. Vâng, xin cảm ơn cha.
Và trong cái tình thân thương thì con xin đại diện cho anh em ở đây, xin kính chúc cha nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an, ơn khôn ngoan, sự thánh thiện, để cha luôn trở nên là dấu chỉ tình thương và là khí cụ bình an của Thầy Giê-xu trong thế giới hôm nay. Một lần nữa thì chúng con, để bày tỏ tâm tình tri ân, chúng con xin dâng lên cha bó hoa tươi thắm của đồng đội và một món quà mọn xin cha đón nhận. Và giáo hạt sáu mới chúng con rất mong muốn và hy vọng sẽ được gặp cha Giuse Tạ Huy Hoàng. Vâng, tên cha rất là hay, người ta khen Hoàng còn Huy là Huy Hoàng. Thì trong thời gian tới để chúng con học hỏi thêm cho nó tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn cha. Vâng. Vâng, trước khi kết thúc thì chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện qua bài hát Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa Từ Nhân, như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dòi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sâu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc cha và anh chị em ra về bình an. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. Ngày mai là ngày buổi cuối. Và thứ năm chúng ta mỗi người sẽ nhận giấy chứng nhận qua những buổi học hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin được mời các vị đại diện của 15 giáo xứ chúng ta lên trên này. Chúng ta nhận mỗi giáo xứ là 3 cuốn quà của cha chính xứ Tống Viết Bường. Rồi cũng xin cho ban đại diện nhận lại cái bản điểm danh. Vâng, để chúng tôi cập nhật hóa cho nó nhanh. Vâng, xin mỗi xứ là lấy 3 cuốn nhé. Xin nhận trên này.